trồng hoa hồng vàng cho mình nè, ông trồng hoa alice trắng cho mình nè, ông trồng hoa mẫu đơn cho mình nè. Còn một cái hoa mẫu đơn đây rồi, ổng xe cắt cỏ, ổng cắt luôn cái cây đó rồi. Chạy vô đây xong rồi rồi ông bỏ chỗ này, ông không cắt tiếp, ông ra ngoài kia. Trong đó có hoa cúc vàng. Chưa cắt ở trong này nè, ông còn phải cắt ở trong này nữa. Đó có nhiều cây to, cây lớn á, cho nên nó không có ánh sáng. Nó có nhiều cây to lắm. Đó. Cây to, cây lớn không. Bên này ổng chưa cắt nè, phải dẹp bàn ghế ra để ổng cắt.